Tắm suối thôi. Gì cơ? Đi tắm suối. Nga này, để anh đưa Nga đi. Đi anh. Trước đi. Em cảm ơn. Vui nhỉ? Này, tao bảo thật nhá, về sau mà mày có bồ ấy, mà chiều như thế thì cổ.
Tùng, Nga, ra đây. Kìa. Gì đấy ạ? Nhìn này, đèo Lũng Lô. Chính là ở đây đấy. Chị ở đâu ạ? Nông Cống, Thanh Hóa. Thế chị đi dân công lâu chưa? 6 tháng rồi. Công việc này chắc là vất vả lắm, chị nhỏ. Mỗi đêm bọn chị phải gánh mỗi người 40 cân, đi bộ 30 cây số. Thế cơ? Ừ. Đây là đêm thứ tư rồi em. Thế sao chị lại đi dân công? Đi thế vui hơn. Và cũng vì nhớ chồng. Nhớ chồng? Thế anh ấy ở đơn vị nào ạ? Chị không biết. Cưới nhau được 3 ngày thì anh ấy phải đi. Anh ấy bảo đi Điện Biên. Mày vào thay trước đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Lạnh quá. Chưa. Nhanh lên. Mở vào này. Để ta cầm cho. Mẹ vào thay trước đi. Lên đường. Lên đường thôi. Nào. Nhanh lên, nhanh lên. Nào. Nhanh lên. Sống cùng với họ.
tôi nói mọi người tiếp tục công việc đi. Anh ra để xe giúp anh ấy đi. Tôi nói anh ra để xe giúp anh ấy đi. Chị để em gánh cho. Cảm ơn em. Chị vẫn đi được. Chị đang đau như này. Kìa. Anh đi đâu từ nãy đến giờ mà em không thấy? Anh sợ. Con đường lịch sử này vẫn như xưa. Nhưng có lẽ nó đã bị lãng quên lâu rồi. Ôi, người ta đi con đường mới, thuận tiện hơn. Chỉ có các cụ nhà mình ngày xưa đi đánh nhau, mới đi con đường heo hút này thôi.
sao đấy? Em không thích. Này, này, chẳng phải anh đã nói với em sẽ làm cho em vui hơn à? Anh có thấy dòng sông đỏ máu không? Và em cũng bị điên rồi. Sao em buồn thế? Vui làm sao được hả anh? Mọi chuyện đã là quá khứ rồi mà. Sáng nay anh có thấy dòng sông đỏ máu không? Không. Thật hả? Chắc là em bị điên rồi. Em không điên đâu. Tôi đi tiệm. Đỡ vợ tôi. Sao lâu thế? Dạ. Cởi khúc quần cho anh ấy. Nhanh nhanh lên. Nhưng mà... Ôi giời ơi, còn chần chờ gì nữa. Có thế mà cũng không làm. Tại em chưa làm việc này bao giờ. Xong rồi đấy. Em cảm ơn anh ạ. Đỡ hộ tôi một cái.
Này, chị ơi, giúp em với. Đồng chí bình tĩnh. Nghe tôi nói đã. Trong chiến đấu, nhầm lẫn là chuyện thường. Các đồng chí, đưa thương binh về trạm. Merci. Đứng dậy. Lục Trường, em hỏi anh ấy cần chi không? Anh ấy không trả lời. Đúng đấy, chị cũng thấy anh ấy nặng nặng. Thêm nhiều nên chị biết tử sĩ thường nặng hơn. Để cho em. En passant devant une maison close, Perrault entendit les voix aiguës de filles vietnamiennes. Cet endroit était établi dans une vaste cave et était utilisé pour différentes raisons. La plupart d'entre elles étaient forcées de travailler ici. Elles pouvaient chanter ou bien danser. Aujourd'hui, les filles avaient d'autres choses en tête. Elles s'occupaient des soldats blessés et des affaires courantes du dispensaire. Le travail n'était pas propre, mal payé, mais très utile. Tout le monde devait respecter les normes militaires de santé. Donner à boire, nettoyer la sueur dégouillante, laver les corps meurtris, vider les seaux d'excréments, rester auprès des mourants. Les filles travaillaient avec passion et dévotion, sous le contrôle et avec la bénédiction de la maîtresse de maison, Marie-Madeleine. Appelez un prêtre, s'il vous plaît. Je crois que je vais mourir. Nous continuons. Mon prêtre, s'il vous plaît, donnez-moi une dernière bénédiction. C'était moi une prière. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur ta bouche. Voilà le portrait sans retour de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
monde tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui... Jusqu'à maintenant, je ne comprends toujours pas pourquoi les Français sont venus ici. Ils se sont infligés une blessure si profonde et ont à jamais assombri l'histoire de la France. Tạm biệt nhé. Hẹn gặp lại ở Điện Biên. Tạm biệt. Hẹn gặp lại.
chỉ huy đâu? Báo cáo tổng tư lệnh. Anh em kéo pháo suốt ngày đêm không ngủ. Tất cả đều mệt mỏi ạ. Pháo lên đến đây, nhưng trận địa pháo chưa hoàn thành. Nếu địch phản công, thì các anh tính sao? Có ba khó khăn rất rõ. Thứ nhất, bộ đội ta từ trước đến nay chỉ đánh cao nhất ở cấp tiểu đoàn. Trận thắng, trận không. Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ điểm. Ta chưa có kinh nghiệm đánh. Thứ hai, chúng ta chưa có kinh nghiệm đánh hiệp đồng binh chủng giữa bộ binh và pháo binh. Thứ ba, bộ đội ta chỉ quen tác chiến ban đêm ở những địa hình dễ ẩn náu. Chúng ta chưa có kinh nghiệm đánh ở những địa hình bằng phẳng như cánh đồng Mường Thanh, trong khi địch lại có ưu thế về máy bay, xe tăng. Những khó khăn này chưa được bàn kỹ, chưa có cách khắc phục. Bác Hồ dặn phải đánh cho chắc, chắc thắng mới đánh. Phải thay đổi cách đánh, phải hoãn cuộc tiến công 3 ngày 2 đêm như dự kiến. Nhưng quyết tâm đánh Điện Biên Phủ vẫn giữ vững. Một tiểu đoàn, tức là 500 sinh mệnh của các chàng trai. Những con người là trụ cột một gia đình. Một trung đoàn, 2.000 người khỏe mạnh, ưu tú. Một đại đoàn, tức là hơn 10.000 con người. Những con người đẹp nhất, tốt nhất của đất nước, của nhân dân. Cần có trách nhiệm trước tính mạng của họ. Cần có trách nhiệm trước những người mẹ, những người vợ ở hậu phương. Ăn đi rồi sẽ khỏi. Chào đồng chí. Dạ. Chào tổng tư lệnh ạ. Ngồi xuống đi em. Dạ. Tôi quyết ăn hết chỗ run này cho tiện nọc vì trùng sốt rét ạ. Em dũng cảm lắm. Cảm ơn em. Chào đại tướng. Chào cả em. Các em có còn đau không? Dạ. Sao? Em. Em có muốn nhắn gì về nhà không? Đứa con cháu 4 tuổi, ai nhận nuôi cháu, mong chăm cháu đến người. Em
tôi kêu gọi toàn thể cán bộ và chiến sĩ, toàn thể các đơn vị, toàn thể các binh chủng trên mặt trận Điện Biên Phủ phải nhận rõ vinh quang được tham dự trận đánh lịch sử này, phải có quyết tâm diệt giặc rất cao, phải nắm vững phương châm đánh chắc, tiến chắc, phải vượt qua mọi gian khổ, khắc phục mọi khó khăn, hợp đồng chặt chẽ chiến đấu liên tục, tiêu diệt toàn bộ quân địch tại Điện Biên Phủ, giành đại thắng cho chiến dịch. Giờ ra trận đã đến, tất cả các cán bộ và chiến sĩ, tất cả các đơn vị, tất cả các binh chủng hãy dũng cảm tiến lên, thi đua lập công, giật lá cờ quyết chiến quyết thắng của Hồ Chủ tịch. Thank you.
Cách Nam Định. Có tôi. Lê Văn Quyết, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Có. Nguyễn Văn Thắng, Văn Chấn, Yên Bái. Nguyễn Văn Thắng, Văn Chấn, Yên Bái. Có. Mai Văn Hòa, Vụ Bản, Nam Định. Tôi đây ạ. Dương Văn Hưng, Lý Nhân, Hà Nam. Có tôi. Nguyễn Văn Long, Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Có. Đào Văn Giác, Cao Phong, Hòa Bình. Có. Nguyễn Văn Dâu, Khoái Châu, Hưng Yên. Lý Hoàng Dương, Nho Quan, Ninh Bình. Lý Hoàng Dương, Nho Quan, Ninh Bình. Anh là Lý Hoàng Dương. Đúng ạ. Các đồng chí được bổ sung vào đại đội 501. Tất cả theo tôi. Thank you.
Dừng lại đã. Lùi xuống một chút. Dương. Tôi xin ông được. Để tôi đi lấy cho anh nhé. Không kịp đâu. Được. Được. Anh ơi, nước của anh đây. Anh ơi, nước của anh đây. Anh ơi, tỉnh lại đi. Thank you.
hậu Ninh Bình, đồn bốt địch dày đặc. Bố mẹ em là dân du kích, thế rồi cũng bị giặc giết chết. Dì em bảo, mẹ dặn nói với các cô chú lãnh đạo chỉ huy cho cháu Dương ra chiến trường, đi theo cụ Hồ, rèn giũa nên người, chờ đến ngày thắng lợi. Em không thấy sợ à? Sợ gì ạ? Thì sợ chiến tranh. Nghĩa là sợ chết, sợ máu và nhiều thứ khác nữa. Em chỉ sợ hai điều thôi. Mọi người cứ coi em là con gái, mà con gái thì sao được cầm súng? Là bộ đội mà không được cầm súng trực tiếp chiến đấu thì làm sao có thể trả nợ nước, thù nhà được.
Sao? Bây giờ anh có còn thấy cái hầm này nhỏ nữa không? Anh mất em rồi, đúng không? Nhưng chúng mình vẫn được nhiều mà. Anh có nghĩ thế không? Đại tướng vừa mất rồi.